trên khi cái đó cao đâu thì bạn chỉ đây nhá, cho mà nén nhá, cho họ nhớ đây nhá. Qua cái thứ nhất là thế nào, thì người ta thường nói là thời sự cho gọi là bình dị, thì tách sầu, mà tách sầu chỉ có tác dụng đối đáp nhá, nhá tách sầu nhá. Và tách dầu thì bản thân ăn nhé, không thả tăng dầu nhưng mà hoàn toàn nước nên là nó phải có nhiều tăng dầu. Qua cái xuống phía dưới thì cái đấy là gọi là bình ngưng, bình ngưng, bình ngưng thì là ngưng tụ, bình ngưng tụ từ ở đầu mình em ra cho đến ra đây người ta thì vẫn là trạng thái khí mà nhiệt độ cao. Qua bình ngưng nó sẽ đi lắp leo qua bình ngưng này ở giữa và là những dạng hàng ống, mà đối với freon thì ta ống cặp đầu, chứ còn đối với lại ammoniac thì ống ta buộc bằng thép. Thì như vậy là các cái ống đấy đã được nước là mã carbon carbon nó đi vào và nó di chuyển ra thành bình ngưng. Cái này gọi là tuần hoàn nhiệt, tuần hoàn nhiệt, phát tán nhiệt. Thế thì cái khí hay là tăng nhân lạnh ta chẳng hạn khi đó, khi mà được làm mát ở áp suất đó nó sẽ ngưng lại chẳng phải lạnh. Ở đây chúng ta hiểu là bình ngưng đồng thời là có thể là một tham gia cả bình chứa, tức là chứa ở dưới trong một lượng phải đồng nhất đấy. Và khi người ta nạp trong này người ta tính toán sao cho là cái lượng mà ngưng mà nằm ở dưới thì nó không được nhập lên các cảm ứng trao đổi điện, các bạn hiểu không, tránh việc là được mất tác dụng của nó. Thế thì sau khi là lỏng ở dưới của bình này chúng ta, bình dương này chúng ta, nó sẽ qua cái gì đây? Đây, 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 dưới đây. Đây, 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 cái đường dưới, nó qua cái kia, nó sẽ gọi là cái pin lỏng. Pin lỏng? Pin lỏng. Pin lỏng. Pin lỏng. Pin lỏng. Đây, đây. Thì đối với lại phải đông nhé, chúng ta thì chúng ta từ này từ lạnh nhà, chúng ta thì có pin lỏng, nó lỏng được, lỏng lắm. Lỏng nước. Qua cái van điện từ nó sẽ cấp cho ra qua cái mắt điện, mắt ra bây giờ nó cấp cho ra là ra lên đây. Lên cái đây gọi là bộ phận tiêu lưu hay còn gọi van tiêu, ta gọi van tiêu bởi vì có thể là van tiêu có thể là ống tiêu bởi tủ lạnh nhà ta gọi ống tiêu ống bao sân là ống tiêu. Thế thì qua cái này thì nó sẽ áp suất giảm, nhiệt độ giảm, vẫn sẵn sàng làm đi vào trong cái gọi là giảm giảm bay hơi hoặc bình bay hơi, giảm bay hơi hoặc bình bay hơi. Khi vào đây là cái gì ạ, nó sẽ nhận nhiệt của vật cần làm nhá, hóa từ nhiệt giảm hơi hơi lên ra thì là nó hòa với khô, nó quay trở lại đây, nó qua cái bình hòa của bình tách lỏng, tách lỏng bình tách lỏng nhá, bình tách lỏng. Để nếu trường hợp mà nó vẫn còn có cái dạng nó có hơi bị quá điện quá ẩm thì nó sẽ tách lỏng để tránh được nó hút lỏng rồi gì ạ. Thế còn cái sau này, cái dàn bay ở đây nó sẽ nhận nhiệt thông qua cái gì ạ? Thông qua cái nước muối đổ xuống này. Thì cái nước muối đấy người ta gọi là gì? Chất tẩy lạnh. Chất tẩy lạnh nhá. Thì nó nhận nhiệt chất tẩy lạnh đấy. Đồng thời chất tẩy lạnh này nhận nhiệt của cái vật cần làm lạnh. Thế còn ở trong không khí điều hòa ra thì chính không khí là chất tẩy lạnh. Như vậy. Thế thì là ở đây nó có cái khuấy, là khuấy để ở đây để làm gì cho nhanh cho điều dần đều nhiệt độ. Còn đây là các bạn thấy nó có cái cảm biến đúng không ạ, cảm biến khi mà vấn đề đường hơi mưng về người ta là nếu có bình cho nó qua ẩm nghĩa là thừa dịch thì nó sẽ làm nhiệt đóng bớt toàn và điều chỉnh làm sao cho hơi giảm hơi khô. Thế còn phần tiếp theo về đây thì cái nước làm mát làm thầy cho em hỏi thêm gì thì trước khi thầy nói thêm ạ. Nếu như mà bình thường cái chỗ không cần bình ngưng kia mà nó cái pha về của nó là cả lỏng và khí nó về máy nén thẳng thì có được không ạ? Không được, bởi vì nếu mà để lỏng hạt chỉ cần ẩm thôi về máy nén nó sẽ pha hỏng máy nén ngay lập tức. Thế cái đường lỏng kia nó sẽ tích đầy thì nó sẽ quay về chỗ nào ạ? Đây, về đầu hút đây, vâng này, là kết thúc của... Đấy, trước khi vào máy nén là pha hơi ạ, pha khí ạ. Ở hạ áp chúng ta cũng là pha, cũng là khí. Cái chỗ đầu chỉ lỏng ở đâu? Cái đường về của chúng ta đây là vào đây là khí đúng không ạ? Khí hết. Thế thì em muốn nói là khi mà trạng thái mà khi bình thu của mình về nhá, thế tại cái chỗ là lỏng, mình thu mình lỏng ở đây, thế thì nó đầy thì đường lỏng nó sẽ đi về đâu ạ? À? Cái tách lỏng thực ra cái tách lỏng đấy nó chỉ tách lỏng ở dưới thôi.
Và sau đó nếu mà chúng ta điều chỉnh cái này tốt ấy, thì là bản thân nó là chuyển lượng rất nhỏ và tiếp tục lại bay hơi như về. Tự nó sẽ bay hơi tiếp đúng không? Chứ có trường hợp là nó có hệ thống thu hồi mà hầu như là hầu hết tất cả. Bởi vì nó sẽ phải điều chỉnh lại. Đó, tại vì cái này thì thầy giải thích cho nó khác một tí nên em mới hỏi bình thường cái thằng đầu ra của cái ví dụ như máy LPG ạ, thì cái đường hơi của nó một phát là nó về nó cắm thẳng vào luôn được. Nó hai pha nó vẫn được, cái không được cái. Cái đấy là như máy em chụp viết thì được. Vâng. Chứ máy em viết tông thì không được. Vâng vâng. Nó phải là chụp viết cái bản vô thôi. Vâng vâng. Nha. Bởi vì chụp viết nó có ảnh hưởng gì đâu. Đúng không ạ? Bởi vì chúng ta chạy liên tục, hầu như là không có khắc tê. Dạ vâng ạ, thầy giải thích tiếp cái đoạn đằng sau ạ. Đấy, trong phần này là nước làm mát để làm việc giảm nhiệt của việc khí mặn. Các nước lạnh chúng ta trạng thái nhiệt độ cao, xuống nhiệt độ thấp hơn và ở gas sau đấy thì nó ngưng thẳng dạo. Thế thì nước làm mát này ấy, nó sẽ đi trong lòng. Và nó xả về đây, đây. Đây là vào, vào chạy, chạy 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 trong, xong ra đây. Xong là để phun mưa, tầm quạt phun mưa. Rồi rồi, vâng vâng rồi. Rồi đây. Cắm thẳng lên trên. Về giữa cắm thẳng đây, phun lên. Tất nhiên nó sẽ không được bay hơi. Thì khi làm mà lượng thiếu thì cái thao này nó báo ra thì là sẽ bơm nước bổ sung. Nước bổ sung thì chúng ta rất là cố gắng mà xử lý với cái nước này, cho đó là một cái chống nước để tránh cái việc vào trong này lâu. Cho nhiều tí ra thì nó làm giảm cho nhiều cái thực lực của cho nhiều tí đi. Các bạn thấy khi giảm nhiệt độ thì lập tức thì áp suất ở đây bắt đầu tăng lên, hoặc là nhiệt độ càng cao lên là nước vào mặt nó tăng lên, áp suất ở đây tăng lên. Đặc biệt hai là cái lưng ta mà bị vặn bẩn thì nó cũng sẽ làm tăng áp suất ở đây rồi. Mà nước ở đây đây, các bạn thấy sau khi bơm vào đây, đưa trên nó cũng sẽ cũng sẽ tạo quả nó cũng sẽ như thế này như thế này, cũng này nào cũng như thế rồi. Thì nó sẽ phân tán nó thành rất nhiều tiền mặt nhỏ cho đổi tiền với công ty đấy, làm mát ăn như thế này. Thế kia nó sẽ bay lên nó mình phần thì nó sẽ bổ sung vào đâu. Mà nước bổ sung là nước bổ sung bằng nước 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 mềm. Thế đây gọi là khác biệt. Thì cái gọi là cái pha mà từ đầu ra của cái bình đây đây đây, cái bình ngưng ấy, khí chết, khí hoàn toàn khí 100% luôn, mà khí thậm chí còn quá nhiệt rồi, nhiệt độ cao. Đấy như là chỉ là phi qua cái dàn đường của mấy thành viên nhưng người rất dễ hạ nhiệt độ xuống, tương ứng năng suất. Đây là khí toàn bộ, toàn bộ mà thậm chí là khí khí khô và khí quá nhiệt luôn. Cái này nó lại hơi khác với cái LPG nhỉ? Thế còn như bằng mà vừa hỏi công ty này là trong trường nó đưa thẳng về nó không bị tắc ấy, cái lỏng ấy. Thì là trong trường đấy là các máy nên khí chụp viết cũng ra, chụp viết các bạn biết rồi mà khi chụp viết là thường mà ở cái hệ thống loại ấy, thì thường hai cấp, thì một cấp của nó chỉ được 7-8 mã. Thầy cho em hỏi tí xíu là ví dụ cái thằng như LPG này. Là khi mà thằng này bơm xong này nó ra cái bình ngưng phía sau cái thằng máy nén này nó lỏng luôn, nó thu về các cái bồn chứa LPG riêng. Cái này ở dưới bạn thấy là có cái điều này ở trên sơ đồ của hệ thống loại công nghiệp ấy, mà trong cái đài câu hỏi của bạn ấy thì nó có một hệ thống thu hồi dầu về bình chứa dầu, thì ở đây các bạn thấy là có điểm đây nó cắm xuống đáy ấy. Cần thiết nó mở ra một cái ạ thì nó sẽ chênh lệch áp suất đầu cày bên này là 16.3, ở đâu hút chúng ta chỉ 1.23 thôi, thì là nó mở ra cái thì nó hút luôn cái tay xong nó đóng lại. Đây là cái này nó đưa về đây bình dầu kia. Thầy, nó có giống bộ lọc không thầy? Cái này là bình nước dầu riêng là phải ông ấy thì nó không có, nó chỉ có một cái lọc ở này. Thế thì là tan sao đó thì các bạn sẽ tan cái loại ammoniac ấy, nó hòa tan được nước, nó không hòa tan được dầu, cho nên nó phải có bình nước dầu. Còn freon ấy, nó hòa tan được dầu trong dầu được, nhưng mà nó không hòa tan được nước, cho nên là phải có bình nước dầu. Tất nhiên, cái nước đấy nó chỉ có lần đầu chúng ta nạp, nó có lẫn nước thôi, nên nó giữ là cái hạt mà.